Lịch sử hình thành triều đại nhà Hậu Lê. Nhà Hậu Lê bắt đầu từ năm 1427 đến năm 1789 do Lê Thái Tổ lập ra, được phân biệt với nhà Tiền Lê do Lê Đại Hành lập ra cuối thế kỷ thứ 10. Nhà Hậu Lê gồm có hai giai đoạn. Nhà Lê Sơ kéo dài 100 năm, bắt đầu từ khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Lê Lợi gạt bỏ vua Bù Nhìn Trần Cảo, tự làm vua, lập ra triều đại mới và kết thúc khi quyền thần Mạc Đăng Dung phế bỏ vua Lê Cung Hoàng, lập ra nhà Mạc. Nhà Lê Trung Hưng kéo dài 256 năm, bắt đầu từ khi Thượng tướng quân Nguyễn Kim lập tông thất Lê Duy Ninh lên ngôi, tức Lê Trang Tông tại Ai Lao để khôi phục nhà Hậu Lê. Kết thúc khi Lê Chiêu Thống chạy lưu vong sang Trung Quốc dưới thời Thanh Cao Tông.